Sách Sáng Thế chương 7. Đức Chúa phán bảo ông Noê: Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan ta trong thế hệ này. Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy bầy đôi, con đực và con cái, còn trong các loài vật không thanh sạch thì một đôi, con đực và con cái. Trong các loài chim trời cũng lấy bầy đôi, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất. Vì 7 ngày nữa, ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng 40 ngày 40 đêm, và ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất mọi loài ta đã làm ra. Ông Noê làm đúng như Đức Chúa đã truyền. Ông Noê được 600 tuổi khi hồng thủy, nghĩa là nước lụt, xảy đến trên mặt đất. Để tránh nước hồng thủy, ông Noê vào tàu cùng với các con trai ông, vợ ông và vợ của các con trai ông. Trong các loài vật thanh sạch và các loài vật không thanh sạch, trong các loài chim và mọi loài vật bò dưới đất, cứ từng đôi, đực và cái đến với ông Noê mà vào tàu, như Thiên Chúa đã truyền cho ông Noê. 7 ngày sau, nước hồng thủy tràn trên mặt đất. Năm 600 đời ông Noê, tháng 2, ngày 17 tháng ấy, vào ngày đó, tất cả các mạch nước của vực thẳm vĩ đại bật tung, các cổng trời mở toang. Mưa đổ xuống đất 40 ngày 40 đêm. Chính ngày đó, ông Noê vào tàu với các con trai ông là Sem, Kham, Japhet, cùng với họ có vợ ông và ba người vợ của các con trai ông. Cũng như mọi loài vật, mọi loài gia súc, mọi loài vật bò dưới đất, mọi loài chim chóc, mọi vật có cánh, chúng đến với ông Noê trên tàu, cứ từng đôi một, thuộc mọi xác phàm có sinh khí. Chúng đi vào, một đực một cái, thuộc mọi xác phàm. Chúng đi vào, theo như Thiên Chúa đã truyền cho ông Noê. Rồi Đức Chúa đóng cửa lại sau khi ông vào. Cơn hồng thủy kéo dài 40 ngày trên mặt đất. Nước tăng thêm và nâng tàu lên, khiến tàu ở cao hơn mặt đất. Nước dâng và tăng thêm nhiều trên mặt đất, và tàu lênh đênh trên mặt nước. Nước dâng lên càng ngày càng nhiều trên mặt đất, và mọi núi cao khắp nơi dưới gầm trời đều bị phủ lấp. Nước dâng lên cao hơn núi 7 thước, khiến núi bị phủ lấp. Mỗi xác phàm di động trên mặt đất đều tắt thở. Chim chóc, gia súc, thú vật, mọi vật lúc nhúc trên mặt đất, và mọi người, mọi loài có sinh khí trong lỗ mũi, mọi loài ở trên cạn đều chết hết. Đức Chúa xóa bỏ mọi loài có trên mặt đất, từ con người cho đến gia súc, sống vật bò dưới đất và chim trời. Chúng bị xóa bỏ khỏi mặt đất, chỉ còn lại ông Noê và những gì ở trong tàu với ông. Nước dâng lên trên mặt đất suốt 150 ngày.